Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải cái khối Rubik 3x3 có tên là Last Cube. Last có nghĩa là cái chốt đó, ở trong này nó có những cái chốt, cho nên là nó đánh dấu bằng cái mũi tên này nè. Ở đây hai mũi tên nó xoay cùng chiều thì mình cái mặt này mình sẽ xoay theo một chiều này thôi, không xoay theo chiều ngược lại, không xoay chiều ngược lại được. Mà nếu như mà nó có một cái mũi tên mà nó không cùng chiều á, mình kiếm một cái mũi tên mà không cùng chiều á thì nó sẽ bị khóa. Đây, mũi tên này nó ngược chiều lại những mũi tên này thì bị khóa. Cho nên là một cái mặt á như vậy á, nó sẽ có ba cái trạng thái. Một á là xoay một chiều, hai là bị khóa, và ba là xoay được hai chiều. Xoay được hai chiều là khi mà nó không có cái mũi tên nào đó. Đây, không có mũi tên nào nó xoay được hai chiều. Đó. Thì đối với cái con hai chiều thì không nói rồi, một chiều thì hai không không xoay được thì bị khóa thì cũng không nói. Còn đối với con mà một chiều á, giả sử cái gì mình xoay gì là u ha, mà mình xoay u thì sao, xoay ngược lại sao, thì mình phải xoay u 3 lần. Ví dụ ở đây là r, mình muốn r phẩy có nghĩa là ri á, không xoay được thì xoay 3 lần là thành bằng r phẩy ha. Rồi thì giải con này á thì chúng ta sẽ giải dùng các công thức của 3x3 thôi, nhưng mà chúng ta sẽ giải theo một cái trình tự nó hơi khác so với con 3x3. Là chúng ta phải giải theo cái trình tự này nè, mình phải để theo cái trạng thái là cái màu vàng nó quay lên, màu vàng này cũng quay lên. Thì cái con này có cái đặc biệt là cái màu vàng á, nó không có đối xứng lại, không có đối diện lại cái mặt trắng giống như bình thường, mà đối diện mặt trắng là cái mặt nâu, mặt xám, mặt đen. Còn cái mặt vàng á, thì nó lại nằm kế bên cái mặt trắng đó. Thì để giải con này thì mình mới giải qua cái trạng thái này nè. Có nghĩa là mình phải đầu tiên mình phải giải hai cái cạnh màu trắng, là trắng đỏ và trắng trắng vàng. Sau đó mình giải tiếp hai cái cạnh màu vàng có mũi tên nó nằm ở trên mặt trắng này luôn, là cái vàng xanh lá là vàng xanh dương đó. Rồi giải bước thứ ba là mình giải hai cái cạnh của cái màu xanh da lá này, là màu xanh lá trắng với lại là xanh lá đen, để khi mà mình quay cái màu vàng này về thì nó về đây nó đúng đó. Rồi sau đó mình mới giải các cái góc này đó. Rồi mình mới giải các cạnh này, rồi mình giải ở dưới. Đó là trình tự của cái viên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rainbow lên và giải thử ha. Rồi, tạm thời chúng ta rainbow nó lên vậy. Còn rainbow thêm cái này một chút. Rồi, tạm thời chúng ta rainbow nó lên vậy ha. Rồi, chúng ta bắt đầu giải. Đầu tiên chúng ta chọn mặt trắng và giải hai cái màu trắng, hai cạnh màu trắng hai bên. Kiếm màu trắng mình đưa lên đây, cái trắng vàng này xoay được nè, đưa lên đó, trắng vàng nó qua chỗ này đó. Rồi đây là cái trắng đỏ có cái mũi tên này, trắng đỏ nằm đây. Giờ mình làm sao mình đem nó xuống? Nếu trắng đỏ nằm đây thì làm sao đem nó xuống, dạng qua gì? Cái trắng đỏ này nó khác chiều rồi. Bây giờ mình kiếm cái chiều khác, dạng đây không được.
mình muốn dặn cái này lên mà dặn không được, bây giờ đổi cái này cũng không được, giờ kéo chỗ khác. Còn cái nào nó cũng kẹt hết ta. Cái này kẹt. Mặt xanh này. Mặt qua này cũng kẹt. Bị kẹt nhiều quá. Giờ mình sờ sở nó ra, dặn dặn cho sở nó ra bớt. Kiếm lại cái con vàng hay này đây, đem nó qua đây, đem lại. Rồi chúng ta đã được con vàng với con đỏ nằm đối xứng với nhau. Mình quay cho nó về lại đi ha, vàng qua đây, đỏ qua đây, đỏ qua đây, vàng qua đây, quay qua diện vòng thì con chỗ này phải là vàng xanh lá, không vàng xanh lá phải nằm đây, vàng xanh lá nằm đây rồi thì không đúng, đúng mình đem nó xuống, mình đưa cái vàng xanh dương lên đây, vàng xanh dương dưới đây là vàng xanh lá nằm bên này, trả lại con này cái trả không được, nó bị kẹt ở đây. Rồi ba con rồi, đây là vàng xanh lá, vàng xanh lá nằm đây, dặn qua đưa nó lên không được, kẹt thì đưa một cái con không có mũi tên qua. Đó. Rồi xây lên, lên rồi trả lại, trả về. Đó. Rồi vậy là chúng ta đã xong cái giai đoạn đầu tiên là làm bốn cái con mặt này, hai trắng và hai vàng, đúng tâm ha. Rồi ta tới bước số 3. Bước số 3 là ta giải hai con của màu xanh dương ở bên này, xanh lá bên này. Thì đây là cái giai đoạn khó nhất. Có thể là bạn đưa tới đưa luôn hồi nó vô, bạn tìm đường mới vô, có khi là nó làm hoài không được. Nếu làm hoài không được thì bạn cứ phá ra lại đi. Thì lúc này mới làm có bốn con này mà, phá ra làm lại. Tại hai cái con này là khó nhất. Thì nếu mà nó mình để mặt gì thì ở đây là xanh lá đen, ở đây là xanh lá trắng, để mình đưa cái mặt vàng này xuống nè, mình đưa cái mặt vàng này xuống đây thì cái chỗ này nó phải nhảy xuống dưới này không, nhảy xuống cái này là xanh lá đen và cái chỗ này nhảy lên đây vậy là chỗ này xanh lá trắng. Rồi mình kiếm cách mình đưa cái xanh lá đen là xanh lá trắng lên đây, mình muốn xanh lá trắng vô đây, một xanh lá đen đây, mình muốn nó vô đây.
Đưa lên được không? Đưa cái này lên đây hứng được không? Ủa, cái màu của mình đâu rồi? Đây. Để đưa cái này vô hứng được không? Không được. Cái mũi tên này nó bị ngược chiều rồi. Không được. Không được thì mình đem cái mũi tên này mình đi hướng này được không? Đem cái mũi tên này đi đi. Cũng không được, nó bị dính cái con này. Dính con này thì mình đem tiếp con này đi đi. Rồi. Trả lại cái màu vàng bên này luôn. Đó. Để mặt trắng này vẫn còn. Ừ. Mình đem con chỗ này đi rồi. Rồi bây giờ đưa vô được không? Đây, nó đây. Đưa lên. Đưa con này lên đây. Không được, quay 3 lần qua bên kia. À, bị ngược chiều luôn rồi, không đem qua được luôn. À, bị kẹt cái con này. Được thì đẩy nó lên. Rồi. Một, hai, ba, bốn. Đây, mình muốn đưa vô đây. Đó, mặt trắng của mình ở đây ha. Muốn đưa vô đây. Đưa lên cái nữa. Đây. Trả này lại trước đây. Đó. Trả này chỉ về mặt vàng trước. Rồi, đưa vô. Đó, vô rồi. Rồi, đem về tiếp rồi. Được xanh đen rồi. Giờ xanh trắng. Xanh trắng nằm đâu? Đây, xanh trắng nằm đây. Xanh trắng nằm đây thì muốn đưa vô đây. Vì mình đưa con này lên đây, hứng này vô. Đưa này lên đây thì bị ngược chiều. Vì con này ngược chiều. Vì mình muốn đưa con này đi. Đường này đi thì bị dính cái con màu này, cái con xanh xanh trắng đang cận. Rồi thôi quay nó qua chỗ khác. À, mình đưa con này đi. Đưa con này đi thì đưa đi đâu? Đưa qua đây. À, đưa xuống đây. 2, 3, đó. Rồi. Bây giờ mình muốn đưa này lên. Rồi, đưa vô. Đưa được không? Đây, đưa vô được nè. Rồi mình muốn trả nó về đây. Trả về đây thì lại bị kẹt ở chỗ này. Kẹt chỗ này thì mình phải quay lại. Đây. Đó. Rồi. Trả cái đống này lại. Đó. Trắng vàng, trắng xanh. Rồi xong. Đó. Nếu như nó nằm gì nè. Thì bạn đưa qua lại này. Đó. Lên là trắng. Trắng xanh, xanh đen, xanh vàng, đúng không? Nó phải nằm ở vị trí đó. Rồi, vậy là chúng ta đã xong bước thứ ba. Bước thứ tư là chúng ta sẽ giải bốn cái góc này. Con này vô rồi nè. Mình thấy đưa xuống gì nè. Nó trúng nè, đen nè, xanh, vàng. Còn nếu mà chưa vô thì bạn phải đưa nó vô. Đưa vô bằng cách là hai con bên màu xanh này nè. Mà không đưa vô đây được. Mình tất cả mình đem về cái góc chỗ này để mình làm. Chỗ này là mặt xanh xanh dương. À, muốn đem con góc nào vô thì đều đem qua đây hết. Ví dụ như con này. Mình lấy xuống lại để cho các bạn thấy. Giả sử mình lấy xuống ha. Lấy xuống. 1, 2, 3. Đó. Ví dụ như vậy. Mình muốn đưa ở đây vô là gì? Vàng. À, xin lỗi để coi. Đây là đây chứ. Đây. Mình muốn đưa vô chỗ này. Đưa vô chỗ này là vàng, xanh lá và đen. Đây. Vàng, xanh lá và đen. À, mình muốn đưa con này vô đây. Thì mình phải đem cái góc này qua bên phải của cái mặt xanh dương này. Đem qua. Rồi, đem xuống đây để hứng ha. Đem xuống đây để hứng. Cái này nó không nó quay được này. Rồi đem vô. Đó. Rồi đem lên. Rồi trả về.
Đó là chúng ta được góc. Rồi tiếp tục với góc bên này. Góc bên này là xanh, xanh lá với vàng với trắng. Tại nó quay qua gì nè, nó qua là vị trí này qua đây. Thì xanh lá vàng trắng. Đây, xanh lá vàng trắng nằm đây. Đó. Vì mình đưa vô làm sao? Khi mình đưa lên về thì cái mặt vàng nó nằm ở trên này. Đúng không? Thì để mình biết đường mình lật, đó, đem qua này, đem xuống. Đây, đem vô. Không đúng chiều mình muốn mặt vàng nó nằm ở đây, để mình đưa lên mặt vàng nó nằm trên này là xong. Giờ mình đưa vô không đúng mình đưa ra phía sau để nó lật. Đưa ra phía sau để lật, đẩy lên. Đó, nó lật rồi. Rồi đưa ra ngoài. Đây ha. Đưa xuống. Đưa xuống được rồi, quay ngược lại 3 lần, đưa vô. Đó. Đưa vô. Đưa vô gì? Nó thấy trùng màu trắng đây chứ, nhưng mình muốn màu vàng nằm ở trên mà. Cũng không được, thì mình đưa ra tiếp cái nữa để cho nó lật. Rồi, màu vàng nằm đây rồi. Đó. Rồi, đưa xuống. Mình canh theo cái màu trắng này ha. Đó, vô. Rồi, đưa lên. Đó, vô rồi nè. Trả nó lại. Rồi, vậy là mình xong hai cái góc ở đây. Còn hai góc ở đây làm tương tự. Hai góc ở đây thì màu vàng này nó đi xuống dưới chỗ này. Thì cái này phải là vàng trắng và xanh dương không? Vàng trắng xanh dương đây, nó nằm đây. Vàng trắng xanh dương. Vậy mình lấy nó ra. 1 2 3, lấy nó ra. 1 2 3. Trả lại. Rồi. Vậy đem con này qua. Vậy mình muốn màu nào lật lật lên trên. Mình muốn màu cũng màu vàng. Cũng màu vàng lật lên ha. Vậy mình để màu vàng ra. Đây, màu vàng có sẵn rồi. Đưa xuống. 1, 2, 3. Đây, đưa vô. Rồi, đưa lên. Đó. Quay lại nè. 1, 2, 3. Đây, xong. Vậy là còn một con nữa đây. Con góc bên phải này là vàng xanh dương. Và lật xuống như này đúng không? Là đen. Vàng xanh dương đen. Đây, vàng xanh dương đen này. Cũng lấy mặt vàng luôn. Vậy nó nằm sẵn đây rồi. Đem xuống hứng thôi. Xuống, đưa vô. Rồi, đưa lên. Đó, vậy là chúng ta xong. Cho nên khi con này mà đưa xuống như này nè, đó, là nó đúng nguyên các cái vàng ba con này ha. Rồi, tương tự cái này cũng vậy, đưa xuống đây là đúng vàng nguyên ba con này đó. Rồi, chúng ta xong bước thứ tư. Giờ qua bước thứ năm. Bước thứ năm là giải hai cạnh ở đây. Hai cạnh đây có rồi, giải hai cạnh ở đây. Giải hai cạnh bên này của xanh dương á, thì phải dùng công thức 3 × 3. Là ở dưới con này đưa lên, hoặc là trên này đưa lên, hoặc ở này đưa lên, tùy theo cái mặt nó nằm ở đâu. Thì mình đưa lên bằng công thức đưa có tầng 2 3 × 3. Nhưng mà đối với những con nào mình xoay không được hướng này á, thì xoay lại hướng kia 3 lần. Ví dụ như con này, ở chỗ này là còn con gì? Mình trả về đây đúng không? Trả về đây thì xanh dương và trắng. Đây, xanh dương trắng đây. Đưa này lên đây không được. Đưa này lên được tại vì bị lật nè. Vậy mình đem qua đây. Đó, đưa con này lên trên này đúng không? Thì bằng công thức là của 3 × 3. Đi không được thì 1 2 3. Đó, xuống không được thì 1 2 3. Rồi con này tới, con này lên, tới tiếp, rồi ép xuống, trả về không được thì 1 2 3. Rồi ép lên. Đó, lên rồi nè. Tiếp tục con bên này là xanh dương và đen. Đây, xanh dương đen, đem này lên không được, ngược chiều phải đem qua bên này. Rồi vậy đem lên đây, tương tự. Này xuống. Tới không được thì 1, 2, 3. Lên. Lên không được thì 1, 2, 3. Rồi tới cái nữa, tới không được thì 1, 2, 3. Rồi đưa con này xuống. Đưa này xuống không được thì 1, 2, 3. Rồi lui. Rồi đưa con này trả lên, lên không được. À, lên đây, lên, rồi. Đây. Xanh dương, đẹp. Vậy là chúng ta đã giải xong hai tầng ở trên. Yeah. Còn tầng ở dưới, quay lại. Tầng dưới thì chúng ta làm tiếp theo là chúng ta cũng dùng cái mặt ép là mặt xanh dương này để chúng ta lật cái cạnh. Ở đây ta có hai cái viên màu đen nè, đen vàng và đen đỏ. Thì cái màu đen nó phải lật lên trùng cái tâm đen này thì mới đúng là lật. Nè. Thì con này một, con này chưa lật nè, con này lật rồi nè. Còn hai con còn lại thì có hai cái màu xanh.
thì màu xanh nó phải lật xuống ở dưới cái màu xanh, với màu xanh lá này nó lật xuống là đúng không này, xanh dương lưỡng lật ở đây là chưa lật, vậy thì hai cái con xanh lá và xanh dương á thì màu đỏ nó phải lật lên, thì con này chưa lật, hai con này chưa lật nè, và con này chưa lật, và hai con này lật rồi, hai này lật rồi thì mình đem về để chữ thế lần ngược đây, hai này lật rồi để thế lần ngược thì mình dùng công thức lật thôi, f u r ui ui không được thì ba lần, 1 2 3, ri không được thì r ba lần, 1 2 3, phi không được thì f ba lần, 1 2 3. Rồi chúng ta đã lật hết rồi nè, các bạn thấy không, hai màu đen đã lật lên, hai cái màu xanh đã lật xuống dưới, vậy là đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó về đúng vị trí, cũng dùng cái công thức ở chỗ này mình đưa về, công thức đưa vị trí là r u ri á. Là bây giờ đây con này đúng ha, con hai con này đúng không được, qua đây giờ con này đúng, mình muốn con này lên đây, con này qua đây, này lên đây gì thì ba lần mình lấy cái màu vàng này làm chuẩn, rồi đem màu vàng này ra đây, r u ri u r u ri đúng chưa, quay lại đúng rồi xong. Giờ ta đúng cạnh rồi, bây giờ chúng ta đúng góc. Đúng góc thì ta coi góc nào đây. Cái vàng này nó thể đi xuống đây. Vậy thì góc ở đây là mã phào xanh dương. Qua và xanh dương đỏ và đen là đúng rồi, góc này đúng rồi. Xanh dương đỏ đen ha. Mình đem qua vậy là đúng rồi nè. Đó. Vậy là góc này đúng. Góc này sai, nó không có xanh dương là sai, sai. Vậy là góc này đúng. Vậy đem góc này đúng về đây. Vậy mình làm cái di chuyển góc. Rồi u r lên, ui không được thì 1 2 3, rồi ri lên, rồi u ri ui không được, 1 2 3, rồi l về. Rồi kiểm tra lại góc coi, đem góc này qua lại chỗ cũ, góc này chưa đúng, đây vẫn còn xanh lá ha. Vậy làm một lần nữa, đem qua làm lần nữa, u r lên, ui không được, 1 2 3, l lên, u ri ui không được, 1 2 3, l. Rồi mình đem về đó, mình vô tình vô tình tới đây, vô tình đã bị đúng hết, được đã được đúng hết đó, thì mình chỉ cần quay về thôi là nó đúng đó. Nhưng mà nếu như bạn làm đúng vị trí rồi, mình quay lại ha, đây. Đúng vị trí rồi nhưng mà chưa lật thì mình sẽ lật, thì mình làm cho nó sai thành cái lật ở đây. Mình lật thì dùng công thức lật bình thường như là của 3x3, nhưng mà lúc này chúng ta dùng cái mặt là mặt xanh lá. Mình luôn nè, V B R D, D không được, 1 2 3, R B R D không được, 1 2 3. Đó, màu trắng hay lọt ra các bạn. Rồi. Mình làm cái góc sai ha. B, R, D mà không được. 1 2 3, R. D, R, D. 1 2 3, R. Quay lại. Đó, ví dụ như bây giờ như vậy. Sau khi bạn giải cái bước lần cuối là bước số 5 mà số 6 rồi đó, là bạn xong vị trí của các góc. Mà trong đó có cái góc bạn lật thì bạn lật ý như là 3x3 bình thường, nhưng mà lúc này chúng ta để cái mặt là mặt xanh lá để lật. Rồi ở đây có hai viên này đã đúng rồi, giờ mình lật hai viên này. Viên này lật lên đúng không, lật lên cho màu xanh nó qua đây, vậy là đi ri d không được, 1 2 3, r. Làm lần nữa, đi ri d không được, 1 2 3, r. Lên rồi nè. Rồi đem cái góc sai nữa qua, lần này lật ngược lại là ri ha, ri đi r d, 1 2 3, ri đi r d được, 1 2 3. Rồi trả lại, 1 2, đó. Lật góc thì bạn dùng cái mặt này lật như 3x3 bình thường. Rồi chúng ta đã giải xong, trả về đâu rồi, đây. Rồi chúng ta đã giải xong viên lá kêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.